Thưa quý vị và các bạn, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhôm Đông Á là một trong những doanh nghiệp FDI tiên phong đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo hợp kim nhôm Việt Nam từ năm 2009. Nhờ có những doanh nghiệp như Nhôm Đông Á, ngành công nghiệp chế biến chế tạo nhôm hợp kim những năm qua không chỉ giảm bớt sự phụ thuộc vào nguyên liệu bán thành phẩm nhập khẩu mà còn tăng cường xuất khẩu. Hàng trăm doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng, thiết kế nội thất, cơ khí, kết cấu đã chủ động hơn về nguyên liệu đầu vào cho phát triển sản xuất. Có thể nói rằng 11 năm qua, Nhôm Đông Á đã góp phần dẫn dắt và định hướng phát triển ngành hợp kim nhôm Việt Nam lên một tầm cao mới. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI đang ngày càng thể hiện rõ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Bên cạnh tạo công ăn việc làm, nâng cao năng suất và thu nhập cho người lao động, nhiều ngành công nghiệp với sự dẫn dắt của doanh nghiệp FDI đã có sự phát triển vượt bậc, đủ sức cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tại lễ kỷ niệm 11 năm ngày thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Nhôm Đông Á, hàng trăm doanh nghiệp, khách hàng, đối tác trong ngành hợp kim nhôm Việt Nam đã tới chúc mừng và thể hiện mong muốn gắn kết hợp tác cùng Nhôm Đông Á phát triển ngành công nghiệp hợp kim nhôm Việt Nam mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Để nói về Nhôm Đông Á là nói về cái Nhôm Đông Á thì khách hàng là rất là tin dùng. Và cái sản phẩm Nhôm Đông Á này hiện tại bây giờ là đang đứng hàng đầu. Cho nên là chúng tôi đi hàng đi đến đâu là chúng tôi tiêu thụ rất là nhanh. Quang Thắng rất là vinh dự khi được làm khuôn mặt đại diện cho Nhôm Đông Á. Và như quý vị đã nhìn thấy là Quang Thắng là một khuôn mặt rất là thật thà và làm công việc thì rất là chất lượng. Thì tôi muốn truyền tải thông điệp đến cho tất cả người tiêu dùng thấy rằng là tất cả mọi người hãy tin dùng Nhôm Đông Á. Bởi vì chất lượng của nó cũng như là khuôn mặt của Quang Thắng. 11 năm đối với một công ty không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn. Và tôi hy vọng rằng đây là một con đường phát triển lâu dài hơn nữa. Sinh nhật là 70 năm hoặc là 90 năm hoặc là 100 năm chẳng hạn. Tôi hy vọng cái điều đấy. Cũng tại lễ kỷ niệm, Nhôm Đông Á đã giới thiệu nhiều sản phẩm mới như hệ thống cửa nhôm DI560, DI100 Win với những tính năng ưu việt như đồng bộ hóa phụ kiện, tiết kiệm nguyên vật liệu, sử dụng được nhiều hệ cửa mẫu mã, màu sắc đa dạng, dễ sử dụng, chắc chắn sẽ làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất. Khánh thành nhà máy tại Việt Nam từ năm 2009, từ đó đến nay, Nhôm Đông Á không ngừng phát triển. Nếu như năm 2009, sản lượng thành phẩm của công ty mới chỉ đạt hơn 2.000 tấn, thì đến năm 2013, sản lượng thành phẩm đã tăng lên 16.000 tấn, năm 2017 đạt 30.000 tấn và năm 2020 là 51.800 tấn, gấp 25 lần so với thời điểm ban đầu. Song song với phát triển sản xuất, công ty cũng liên tục phát triển hệ thống phân phối trên khắp các tỉnh thành Việt Nam, đồng thời cũng đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm ra nhiều nước trên thế giới. Thương hiệu Nhôm Đông Á đang ngày càng định vị vững chắc tại thị trường Việt Nam cũng như trên thế giới. Trong tương lai, chúng tôi sẽ không ngừng giữ vững tinh thần văn hóa Đông Á, tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường, cũng như triển khai mở rộng nhà máy. Tổng sản lượng đạt hơn 10 vạn tấn mỗi năm, tiếp tục giữ vững danh hiệu là nhà sản xuất nhôm hàng đầu Việt Nam. Trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19, Nhôm Đông Á luôn thực hiện nghiêm túc và triệt để các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế tại cơ sở sản xuất, như kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay toàn bộ người ra vào hàng ngày, giãn cách các vị trí sản xuất và tại nhà ăn ca, không tập trung đông người và yêu cầu toàn bộ cán bộ công nhân viên đeo khẩu trang cả ngày. Bên cạnh đó, công ty cũng tích cực hỗ trợ địa phương chống dịch bằng những hành động cụ thể như trao tặng khẩu trang và thiết bị y tế cần thiết tới các cơ sở y tế và cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn. Cụ thể, công ty đã chuyển tới Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh 10.000 bộ khẩu trang y tế, 500 bộ quần áo bảo hộ phòng dịch chuyên dụng, 500 chiếc mũ bảo hộ phòng dịch có kính chắn với tổng trị giá 200 triệu đồng. Tháng 9 vừa qua, Nhôm Đông Á đã được chính phủ chính thức phê duyệt dự án đầu tư mở rộng nhà máy giai đoạn 2. Theo kế hoạch, trong năm 2021, công ty sẽ mở rộng nhà máy, bổ sung dây chuyền sản xuất thông minh, trong đó có dây chuyền đùn ép nhôm thông minh 4.500 tấn lớn nhất Việt Nam, nâng tổng sản lượng toàn nhà máy lên 90.000 tấn thành phẩm một năm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc công ty có thể tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng và cao cấp hơn. Sự phát triển của Nhôm Đông Á chắc chắn sẽ tạo động lực để ngành chế biến chế tạo hợp kim nhôm Việt Nam tiến xa hơn trong thời gian tới.